ba là cũng nhiều xưa ba ba là đấy là cũng vừa ấy nữa ờ nhầm của phụng cười kịch phở xong bà đẹp ở tế mối đồng bay bà hai anh sớm nữa chẳng ba xong bà đẹp ở tế vừa bị kết là cũng ờ nhầm của phụng kịch thật vừa bị bà bẹt đầu cũng rùi bà bẹt đầu á nè nhầm bàn phở hùa chứ chẳng hay anh ấy kết phương mà dài thế là cũng chẳng là cô chạp ở đó đã chẳng ý mình tới đôi diện nghề xưa thì đọc là sơ đại nữa nha chắc này vậy chẳng chắc vào đó này cũng chơi coi sân má nhầm năng ở bằng hai anh vì đặc biệt thưa vì bộ nhầm bàn cực mạnh chắc này cũng khơi như này đi và về đầu dạ 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 và chẳng xong về đấy cứ nghe nghe gì chứ này cũng bàn khơi tập ngọt lắm xong về đấy đại thời ca nó cứ nghe gì thì mỗi nhầm miền cả đà đà ram đấy bà ai nhầm miền ní cả đà sầm rập chợ cà phê mà nhập chợ cà phê ní ai nâng miền xong rồi đấy mà chìm nuối tiết đôi chia cá cá bà hay nhầm miền Scott bà hỏi cái cư còn trầy dạ dạ thì cái vương mày tới là cô nắng chân này cô khơi nhá sắp đầu chia xong bà đã nghe nghe dạ chân tam này nhóm bàn cực mà nhắn nhóm nâng phương cao bằng hai này cô bà tập bốn cứ nhóm vô cả đà pi xe lập bà mà này cô khơi nháy bà này cô chui ai chui tục và tổ máy nhóm pra Scott làm bay bật chuột cả đà tầm pi nhắn và chẳng bây giờ ai pra Scott một chiếc đồng bày chụp hàng tiết và chẳng chụp và đàn thằng Pi đang hỏi và tôi vẫn tiếp dương năng bọt về và chụp nếu là bay bằng cao ban chia đồng vùng này cụ cười nhé đấy cứ bằng cao ban để chia ở đồng vùng chẳng những bật và to tiếp để chui tục thịt nó bà dừng ban chia đồng vùng bà dừng khởi dừng ban chia đồng vùng ngoài chắc dừng thật thở cần đặt sản phẩm cho cà phê ní bà chúng nó bay sản lập tiết là bay bật cho từ khung đồng vùng để dừng ban bật ruột này chắc là cô ai chui bật liệp cà thịt máu bà bà chẳng tầm mắt này dừng bật bia trồ được không
31ចាបិទនឹងយើងបិទជាប់តគ្នាទៅតែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅគ្រូបាទយើងអាចបិទគៀកគៀកគ្នាដើម្បីឲ្យក្នុងវងហ្នឹងយើងអាចដាក់បាន3អញ្ចឹងអ្នកគ្រូលៃមើលទៅបានអញ្ចឹងឃើញទេគ្រូនេះគឺដែលយើងបានធ្វើរួចអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯការងារហ្នឹងគឺងាយប៉ុណ្្នឹងចា៎អញ្ចឹងអានេះគឺយើងអាចយកទៅបើជាគំរូប្រើបេះដូងបានបាទគំរូប្រើបេះដូងដើម្បីបង្ហាញទៅសិស្សបានហើយចា៎ចា៎ងាយស្រួលមែនលោកគ្រូស្រួលអាចធ្វើបានទេគ្រូចា៎ចា៎បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកល្បងធ្វើជាមួយនឹងគំរូប្រើនៃបេះដូងនេះហើយសម្ភារៈគឺមានងាយងាយទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានក្រាស់គឺយើងអាចប្រើกระดาษហ្នឹងឲ្យក្រាស់กระดาษដែលយើងយកមកហ្នឹងក្រាស់បន្តិចឬក៏យើងអាចប្រើกระดาษហ្នឹងពីរជាន់បាទពីរជាន់ហ្នឹងយើងនឹងបានគំរូហ្នឹងយើងក្រាស់បន្តិចចា៎ចា៎អញ្ចឹងលោកគ្រូជួយគេប្រើយ៉ាងម៉េចដែរសម្ភារៈហ្នឹងបាទខ្ញុំគិតថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើសម្ភារៈហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់យកទៅបង្ហាញសិស្សបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបង្រៀនមេរៀនមួយតាក់ទងទៅនឹងប្រដាប់របត់ឈាមបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញសិស្សថានៅពេលដែលឈាមបាទចូលតាមហ្នឹងគឺវាអាចច្រាលត្រឡប់ក្រោយទៅវិញបានទេបាទបាទគឺឈាមវានឹងស្ទះដោយសន្ទះខាងនេះបាទរបស់ប្រើហ្នឹងអូចាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ហើយបាទចាការផលិតក៏ងាយការប្រើប្រាស់ចាក៏ងាយងាយពីស្រួលក្នុងការយល់ទៀតបាទបាទ